xin chào Hoa hậu Bích Liên. Chào Thanh Tùng và Bích Liên, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của truyền hình Viên Thao và tất cả quý vị khắp nơi. Đứng bên cạnh Bích Liên là ai vậy? Đây là Khoa, là phụ tá cho ông thị trưởng Jack Reed ở thành phố San Jose của mình đến chúc mừng cho tổng công ty ngày hôm nay đó Thanh Tùng. Vậy xin nhờ anh Khoa nói vài câu. I'm very happy today to be here to support your event. I know you've been in the community for over 2 years in this particular location, and it's great to have a business that gives back to the community and doing the great work that you do. Xin cảm ơn Khoa. Bây giờ thì nhường lại để cho Hoa hậu Bích Liên có đôi lời nhân một năm kỷ niệm ngày khai trương tổng công ty. Kính thưa quý vị, Bích Liên rất là cảm động và rất là hạnh phúc được nhìn thấy tất cả quý khách hàng đến từ sáng sớm lúc Bích Liên có mặt ở đây để chuẩn bị chương trình là 8 giờ. Thì lúc đó Bích Liên đã thấy khách hàng có mặt ở đây rồi. Cái tình thương của quý vị khách hàng đã đón nhận EV Princess làm cho Bích Liên rất là sung sướng hạnh phúc. Bích Liên xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị ở gần cũng như ở xa đã đón nhận EV Princess này là một sản phẩm cho tủ mỹ phẩm trong gia đình của quý vị. Bích Liên xin cảm ơn quý vị và xin quý vị tiếp tục để quý vị giữ cái làn da đẹp với EV Princess này thưa quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ.